Lai à? Chỗ này á? Chỗ này á? Colima ấy. Colima là gọi là Fly ấy. Colima. Cái kia Spin nhỉ? Cái Spin. Ừ, Spin đèn nào khác? Đèn khác, đèn nào khác? Đèn vuông. Đẳng cấp phết nhỉ? Máy vui không? Kìa, chia sẻ mặt luôn. Này hay. Hello cả nhà nhá. Buổi trưa nay chia sẻ cho anh em con xe Vespa Fly. Họng ga rời. Thì rất mong nhiều anh em nào có chuyên sâu thì mời anh em vào trong này chúng ta cùng nhau đàm thoại và phân tích. Anh em gắn thẻ những anh em chuyên về máy. Chào anh Phùng Kiến Ngưu. Thì anh em nào chuyên về phân tích khí dữ liệu động cơ mà chuyên môn về những dòng Vespa, đặc biệt anh em ở khu vực phía Bắc, đặc biệt là xin mời thầy Phùng Kính Nghiêu đấy vào tham gia cái buổi live stream và đồng thời comment nha. Comment xem anh em nào hiểu sâu về con xe Vespa này dùm em một chút xíu, đang gặp vấn đề khó khăn, cần anh em tư vấn trên con đây. Con này Fly, con này đẹp tròn anh em. Họng ga rời. Ok. Xin mời thầy Phùng Kính Nghiêu, chúng ta chào nhau cái ạ. Buổi trưa nay chúc thầy Phùng có bữa cơm ngon miệng, hạnh phúc bên gia đình người thân. Chúc toàn thể anh em hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng 8 dương lịch. Chúc toàn thể đại gia đình mình luôn luôn sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Tháng mới kiếm được nhiều lúa. Xin chào mọi người. Cho đến toán cái flow chia sẻ đi anh em ơi. Cho mình cái chia sẻ đi anh em ơi. Yeah, vô anh em. Chào anh Phạm Văn Tuấn. Chào Tuấn Huỳnh. Chào Uông Phan. Chào Gia Huy Moto. Ngô Đảm Moto. Yeah. 500 bao nhiêu đấy, Hai Bà Trưng gì đấy, quên mất tiêu. Chào anh Ngô Đảm nhá, 168 gì đây, quên hết rồi. Rồi mọi người cần mua phụ tùng máy chẩn đoán thì mọi người truy cập vào cái đường link trên Facebook Tuấn Đạt, truy cập vào cái Zalo. Cảm ơn mọi người, chia sẻ nữa đủ 50 người cho mọi người ơi. Yeah. Đây con xe này họng ga rời nha anh em. Đây con này họng ga rời. Đó, con này thì chỉ có TB. Thì nhiều anh em nói là cái van này là van một chiều. Ok, đúng rồi, nó một chiều. Đấy, thấy không? Thì tùy theo ở cái khu vực anh em gọi. Đấy, van Galanti, van một chiều, đúng không? Đấy. Thì cái van này sẽ có dây nguồn 12V để nó mở cho cái van này, còn dây còn lại là dây tín hiệu. Đấy, để nó thông đường gió, cấp đường gió và đóng đường gió. Ok. TBS và cảm biến nhiệt. Rồi và con IC này nó có cái hay và nó được mặc định như sau. Thì anh em xem vào cái line này, anh em có thể phân tích dữ liệu xem nó bị cái gì và đồng thời ở trong này. Thì hôm nay mình xài cái điện thoại iPhone thì đương nhiên nó quay xa hơn cái điện thoại Oppo. Oppo mẹ nhìn nó có loa. Cái này để xa vẫn nhìn thấy nhỉ. Rồi. Đây. Rồi, cái này mình vẫn nhìn thấy. Ok nha.
lấy thêm cái điện thoại để mình kê lên luôn. Mình nhiều điện thoại mà anh em, nhà chẳng có gì, nhà có mỗi cái là nhiều điện thoại đó. Rồi ok. Rồi một cái này đọc comment. Rồi xin chào Tây Ga Ngọc Văn, xin chào Nguyễn Văn Hòa. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ vào cái động cơ. Rồi chúng ta sẽ chọn vào Piaggio V3. Rồi, mua thì đắt bán thì rẻ, nó như kiểu máy chẩn đoán thôi. Đầu tiên thì anh em mua thì đắt, bán thì phải lỗ 4-5 triệu, đó là cái quy luật trong cuộc sống. Con này thì phải lỗ vài chục. Rồi hello Hoàng Út, thì rất mong những anh em nào có chuyên môn, và đặc biệt chứ tất cả anh em nói riêng và anh Hoàng Út nói chung, thì em rất mong cái comment của anh Hoàng Út ở trong này. Đấy, được chưa? Đấy, rất mong anh Hoàng Út ở trong này hãy cho em một cái comment để em hiểu về những cái dòng xe Piaggio V3. Đấy, em thì ít sửa dòng xe V3 nên có vẻ là đôi khi chúng ta hơi bị yếu về cái chuyên môn này. Anh em nào chuyên môn về V3 thì comment. Đây. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ vào cái dữ liệu động cơ. Rồi, anh em có thể là quan sát. Anh em nhìn thấy tất cả cái thông số này, anh em nhìn có rõ không ạ? Rồi, rõ không? Không có, em phóng camera lên chút. Rõ không anh em? Sorry. Cái này bấm màn hình nó quay lại. Em thì hầu như nhìn khá là rõ, thì bây giờ nó khoảng cách khoảng 30 phân. Đấy, 30 phân so với mặt camera và đồng thời so với máy chẩn đoán. Tay ga Ngọc Văn, em nhìn thấy rõ không nhỉ? Rõ không nhỉ? Chưa nét quá thầy ơi. Chưa nét quá à, nét quá. Ok, đây. Rồi, anh Hoàng Út. Được chưa nào? Cầm như này chắc mọi người thấy ok nhỉ? Chắc lấy cái ghế cha đi nhỉ? Lấy cái ghế bỏ đây quá cho mấy đại ca nhìn quá. À, mày thằng thông minh phết. Mày thông minh thế. Rồi, ok. Rồi cho nó ngẩng cái đầu lên chút. Rồi điện thoại xịn mà, quay 360 độ. Rồi nét chưa? Ba mắt nét căng anh ạ. Ôi thằng này, mày lại nhìn thấy ba mắt. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ vào dữ liệu động cơ. Rất mong những anh em có chuyên môn cho Đình Tuấn quả sẻ, đại tử cho sư phụ quả sẻ chứ. Để cứ xem không. Rồi, đầu tiên nó sẽ là nhiệt độ động cơ 110 độ C. Vị trí bấm ga là 0. Tốc độ máy gọi là RPM 0 vòng trên phút. Thời gian full 0. Góc ấn lửa hiện tại đang là 3 độ. Góc ấn lửa chuẩn đang là 3 độ. Góc ấn lửa này đang là mặc định âm tới 20 độ. Thì cảm biến O2 đang là khoảng 4.9V. Tối ưu nguyên liệu 0%. Rồi, chúng ta qua đây, nhiệt độ khí nạp đang là 40 độ C. Ắc quy máy phát 12 độ. Điều khiển bơm xăng off, IACV off. Trạng thái chống nghiêng đang rất ok, ở trạng thái off. Rồi, khóa đăng ký đang là 2 chìa. Trạng thái động cơ đang là off. Yeah. Rồi mấy cái này chẳng có cái gì phải coi cả. Rồi theo anh em, xe này có nhiệt độ khí nạp không ạ? Rồi xe này đang báo nhiệt độ khí nạp là 40 độ C. Anh Út. Rồi những anh em nào có chuyên môn, yeah, bổ em quả sẻ. Để lại comment ở phía dưới. 70 người đang xem, bổ cho em quả sẻ. Rồi. Rồi anh Hoàng Út và những anh em có chuyên môn, xe này có nhiệt độ khí nạp không ạ? Mọi người có nhiệt độ khí nạp không ạ? Và xe này đang là nhiệt độ động cơ đang là 110 độ, đúng không? Rồi rất mong anh em bổ cho quả sẻ.
Rồi bấm ga thì cứ lâu lâu lại không độ, lâu lâu lại là bao nhiêu độ đây? Nhảy tá lạ. Không độ 255 độ, ghê đấy, nhảy qua nhảy lại. Rồi những anh em đang xem live thì cho em cái comment ở phía dưới nhá. Toàn thấy anh em xem không, không thấy comment. Chậm. Rồi rất xin cái comment anh em ở phía dưới ạ. Không chú. Không là sao anh trai? Có IAT nha thầy. À, xe này IAT ở đâu anh? Anh phải trả lời cho em. Yeah. Anh Út thì anh phải để lại comment. Xe này có IAT, IAT ở đâu anh Út? Dạ, yeah, IAT nó gắn ở chỗ nào ạ? Rồi rất mong anh em để lại comment, và đặc biệt anh em nào chuyên về những cái dòng xe Piaggio Vespa này ngày nào cũng sờ, đặc biệt anh em khu vực phía Bắc và anh em khu vực phía Nam. Và cho em hỏi IAT nằm ở chỗ nào ạ? Cơm gì ngồi đã, mẹ đói, tạo đói, ngồi đây mà học chứ. Xe này chắc bị lỗi rồi, đoán không sai. Anh Sơn Nam, anh Hoàng Út hay quá, hay quá Hoàng Út. Có IAT, IAT nằm ở đâu anh trai? Huỳnh Trưng, những anh em nào chuyên về dòng Piaggio Vespa, hỗ trợ Đình Tuấn một chút xíu, đang phê quá anh em. Thì những dòng xe Vespa này hồi giờ em cũng chẳng được học hành cái gì cả, nhiều anh em được học nhiều thầy. À, rất mong anh em vào trong này comment và bình luận, tham khảo. Rồi em vào lại cho mọi người này. Rồi chọn Piaggio này. Rồi enter. Rồi dữ liệu. Rồi. Sơn Nam cho anh cái comment, anh Hoàng Út anh bảo có IAT, IAT nằm ở góc nào ạ? Để em soi IAT ạ. Đây. Nhiệt độ khí nạp. Anh em chỉ có xem live, anh em phải để lại comment chứ, chúng ta cùng nhau để lại comment. Thì tí nữa em sẽ góp ý khoảng vài phần thôi. Thì mình chỉ là mình hiểu nôm na, chứ mình không phải là một kỹ sư để nghiên cứu hoặc là lập trình ra cái phần mềm trong con IC. À, những IC mà học ga rời. À, BGN 02, 06, 04 gì ấy, vân vân, gọi là học ga rời. TB có vấn đề. TB có vấn đề rồi, một anh để lại comment TB có vấn đề. Rồi Huỳnh Thanh, tí nữa em sẽ giải thích. Rồi một anh thì bảo TB có vấn đề, thì tí nữa em sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn. TB hiện tại đang là không độ, em kéo ga nè. Rồi mát mum là 100 độ. Thấy chưa? Em nhả ga. Không. Lên hết ga. 100 độ. Ok. Rồi. 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 Ok. Cảm biến nhiệt độ động cơ hỏng. Rồi ok, anh Bùi Thanh Nam. Rồi những anh em còn lại comment giùm em tại sao nhiệt độ khí nạp có. Đây, nhiệt độ khí nạp. Rồi em lưu ý hai comment, một người bảo O2, một người bảo cảm biến nhiệt độ động cơ hỏng.
và anh còn lại là TB có vấn đề. Anh Út anh chạy đi đâu rồi nhỉ? Những anh em nào có chuyên môn á, rất mong anh em có vào trong này anh em đóng góp. Và anh em để lại comment ở phía dưới. Rồi em nổ máy luôn nè. Rồi xe vẫn ngọt. Đây. Đây nha. Ok, xe vẫn ngọt nha. Ok. Rồi Sơn Nam giải thích giùm anh một chút xíu cho nó sâu anh em trai ơi. Rồi em làm câu có mỗi IAT nằm trong IC không? Anh em nào có chuyên môn giải thích giùm thì toán một chút xíu nhá. Ok, anh xe 2 bánh lập sẵn khi nhiệt độ động cơ lạnh. Thôi thì chẳng có gì cả, thôi bắt đầu mình chỉ là người làm cái video này đăng lên và đồng thời chỉ biết góp ý với anh em thôi. Thì đương nhiên rồi, mới một con xe, mỗi một cái phần mềm, mỗi cái phần mềm thì đương nhiên nó được lập trình tùy theo một cái nhà sản xuất, tùy theo một con xe. Như kiểu mà ví dụ mà nhiệt độ động cơ trên cái dòng xe của Honda nó hỏng thì đương nhiên nó sẽ âm 35 độ. Vâng. Đấy âm. Thì đương nhiên khi mà con xe khởi động thì đương nhiên nó sẽ sinh ra một cái trạng thái là gì, hụt. Và đồng thời chúng ta sẽ không chạy được. Đấy. Còn trên một cái bản của dòng xe Piaggio Vespa này thì khi động cơ hỏng hoặc đồng thời đứt dây thì nhiệt độ động cơ nó sẽ báo là 110 độ C thì con xe các bạn vẫn chạy ở trạng thái bình thường. Đấy, thật sự khi ra chạy nó vẫn bình thường và đồng thời nó ngọt. Thì mình chỉ là nôm na hiểu, đóng góp một vấn đề. Đấy, không cần phải chuyên sâu cho lắm. Thì tùy theo một cái bảng, một con IC, đấy, một nhà lập trình viết cho nó một cái phần mềm thì nó hay hơn trên cái dòng xe Honda là ở chỗ này. Đó, thấy chưa? Khi mà nhiệt độ hỏng hoặc đồng thời đứt dây thì luôn luôn nhiệt độ động cơ đạt tới 110 độ C, tương đương với khi nhiệt độ động cơ nóng. À, nó có thể là đạt được 100 độ hoặc là 100 độ, 110 độ khi động cơ nóng ra, bởi vì xe này không có két nước. Thì khi con xe này nó làm việc và nó chạy vẫn bình thường ở trạng thái như vậy. Đó. Ok. Rồi, tiếp tục là tới ba cái tốc độ máy này, bỏ qua đi. Oxy ở đây đang có vấn đề. Đúng không ạ? Thì chúng ta hãy kiểm tra lại oxy. Đó. Oxy này 4 giây. Rồi, và đặc biệt cái van IACV là gọi là cái van một chiều. Đấy, nó đang có vấn đề. Thì khi các bạn nổ máy lên, nó phải là on. Còn khi nổ máy lên nó đang off, thì dây điện nó đang có vấn đề. Thì các bạn nên kiểm tra. Và cái van một chiều này nó đơn giản, nếu nó bị thông khi chưa cắm rắc vào thì nó chưa hoạt động. Nếu mà các bạn thổi nó thông thì lúc này các bạn có thể thay thế van, hoặc các bạn có thể xử lý ngay tạm thời là các bạn bịt nó lại để đường gió cắt ly không được thông. Thông thì lúc này đường gió sẽ cấp vào trong cổ hút thì lúc này ga anti sẽ phập phình. Đấy. Còn cái này nó cũng có cái hay,
trên cái dòng xe của Vespa này thì cảm biến gió là cảm biến IAT sẽ không có, nó được lập trình vào trong con IC luôn. Đó. Anh em hiểu không? Đấy. Nó được bổ trợ khi động cơ ở trạng thái cực nguội thì đương nhiên nó sẽ có cái van sẽ có cảm biến gió là cảm biến IAT. Đấy, cái này nó được lập trình mặc định nằm trong cái con IC. Đấy, chúng ta cứ hiểu nôm na là nó như vậy. Còn ở đây xung điều khiển IACV hiện tại nó đang có vấn đề thì đương nhiên nó sẽ là đang là 0.0 ms. Đấy, gọi là mili giây. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào cho anh em. Và cảm biến nhiệt là cái đầu tiên. Đó, chúng ta chỉ cần hiểu nôm na như vậy chứ không có vấn đề gì mà khi làm một con xe này chúng ta lại nhìn thấy cái thông số như này thì chúng ta lại cảm thấy rắc rối, cảm thấy nó mệt mỏi thì tùy theo cái bảng người ta viết. Đấy, lập trình trong một cái con IC. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm cảm biến nhiệt vào cho anh em. Rồi thì lúc này anh em nhìn thấy cảm biến nhiệt hiện tại đang là 91 độ C. Thì có thể là lúc này chúng ta rút dây ra hoặc đồng thời chết cảm biến nhiệt thì lúc này mặc định của nó là 110 độ C, con xe này chạy vẫn ngọt bình thường nha anh em. So với khi động cơ đã nóng ran có thể lên tới 110 độ C là chuyện bình thường khi xe không trang bị hệ thống nước làm mát. Đó. Đây. Tiếp tục tới cảm biến O2. Rồi, tí nữa mình sẽ nổ máy cho anh em. Bây giờ tiếp tục nó sẽ là một cái van một chiều IACV. Đây. Đấy, anh em nhìn vào. Van điều khiển một chiều. Mỗi xe nó có một cái hay riêng. Rồi, nhiệt độ khí nạp không thay đổi nha anh em. Đấy. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Điều khiển bơm xăng IACV on. Đấy. Rồi, các bạn sẽ nhìn đây, chờ một chút xíu O2 sẽ làm việc nha. Rồi, bắt đầu được đốt nấu. Rồi, nhiệt độ lúc này đang là 88 độ C. Rồi, O2 đang là 1V. Rồi, 900. Rồi, ok. Rồi, các bạn nhìn vào đây. Đấy, IACV là gọi là cái van một chiều đi. Tùy theo nơi người ta gọi. Rồi, nhiệt độ khí nạp. Ok, em trai Sơn Nam. Em là đẳng cấp. Đó. Rồi, vấn đề đây là xung điều khiển IACV. Rồi, các bạn làm xe này chẳng có cái gì cả. Điện Tuấn sẽ có 3 phương án đưa cho chúng ta. Một là xe này cực kỳ hay bị chết IC. Nha. Đấy, những cái dòng xe này cực kỳ là IC rất dễ hỏng. IC nằm ở đây. Đó, IC này tầm giá khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu một tí. Đó. Có thể đôi khi chết mặt gì, chết mặt điều khiển bơm xăng hoặc là mô bin sườn. Và đặc biệt nó có cái dở cái là quá điện áp, gọi là điện áp cao. Đó. Đấy, điện áp cao. Thì lúc này anh em sử dụng máy chẩn đoán thì anh em có thể là đọc cái lỗi của nó. Nó luôn luôn nó báo cái giá trị điện áp cao. Nhưng ở lúc này anh em đo hệ thống sạc tất cả đều ok. Thì lúc này đa số bị chết con IC. Và cái xe này có đặc biệt nó hay bị cái van này. Đấy, thì anh em cứ gọi là cái van Galanti. Đấy, van cầm chừng nhanh, van một chiều.
đó, nó có 2 dây đấy để nó mở đường gió, được chưa, bổ trợ vào đường gió. Và đặc biệt xe này hay chết TB. TB ở đây thì nhiều anh em không có chuyên môn thì thay cả họng, còn nhiều anh em có chuyên môn thì người ta tháo ra người ta thay được con TB rồi. Đấy, ở đây cái phương án này, xe này nó chỉ có 3 phương án. Còn xe này mô bin sườn có hư nhưng rất ít. Mô bin sườn này anh em có thể xài chung với Attila. Đấy, Attila đời đầu. Đấy, một dây còn lại, một dây đánh lửa từ trong IC, nó lửa bình thường như những cái dòng xe chim quay, hoặc là những cái dòng xe đánh lửa lửa bình. Đấy, một chân mát, chân này từ lửa, từ mô bin, à từ IC, thì các bạn có thể thay thế bằng cục mô bin sườn của Attila. Đấy, và cái van này, còn cái van này nó hư thì garanti sẽ phập phình không đều, và ưng thì nó tắt. Thì các bạn có thể là một là thay, hai là các bạn xử lý cái van này. Đó, đúng không ạ? Và cái này hay bị chết TB. Và đa số ở đây 100 con xe thì có 2 con chết TB, còn khoảng 10 con hoặc là 20 con thì chết tới IC đầu tiên. Đó, IC này cực kỳ dở nha anh em. Đó. Và đặc biệt con IC này ở khu vực phía Bắc, nếu mà trời lạnh mùa đông thì đương nhiên nó sung keo ấy. Đấy, thì đương nhiên nó sẽ chập chết nhiều hơn so với khu vực nắng nóng. À, tùy theo vào địa phương. Đấy, những cái dòng IC này mà trời mà lạnh thì chết nhiều lắm anh em, đặc biệt khu vực phía Bắc. Đấy, những khu vực nào mà trời lạnh thì IC này chết nhiều. Đó, con xe này chỉ có thế thôi, cực kỳ là đơn giản, không có cái gì cả. Và khi anh em làm những con xe này hầu như mất điện toàn bộ hệ thống điện, hệ thống FI, thì các bạn không cần phải cái gì phải lo sợ cả. Khi các bạn đã kiểm tra bình điện cầu trì thì lúc này các bạn chỉ cần kiểm tra chân số 5 12V trực tiếp từ cầu trì, và chân số 20 khi các bạn bật khóa điện như thế này. Hai chân này luôn luôn có điện áp trước khóa và sau khóa là con IC này lên được. Nhớ là chân số 5 và chân số 20. Chân số 5 là trực tiếp từ cầu trì, là trước khóa như thế này. Đó. Còn chân số 20 là các bạn bật sau khóa như thế này. Nó phải có cái giá trị điện áp 12V vào chân số 20. Thì nếu có hai chân đó trước khóa và sau khóa là IC này lên được. Thì anh em không cần phải hỏi bất kỳ ai cả. Nếu các bạn chỉ cần cho tôi hai cái nguồn đấy ra thì lúc này IC chết. Đó. Thì lúc này IC chết thì các bạn mua IC cũ thì lúc này sẽ kèm theo một con chip. Đấy, các bạn mua về, các bạn lắp cho tôi con IC vào và lắp thay thế tôi con chip. Thì lúc này các bạn bật khóa điện lên. Ok, à, như thế này. Các bạn muốn chuẩn nữa, các bạn sẽ vào đây thêm một lần nữa khi thay IC. Hay các bạn muốn làm bất kỳ điều gì trên con xe khi các bạn rút rác ra, thì các bạn hãy vào cái phần cài đặt lại bướm ga cho tôi. Đó. Một là thay IC, hai là các bạn tháo IC hay các bạn làm gì đó. Đó. Thì các bạn hãy vào đây xóa hết cái lỗi cho tôi. Đấy, xóa. Ok. Đã xóa mã lỗi thành công. Rồi anh em reset. Ok. Rồi, tắt khóa điện mở lên. Rồi, ok. Rồi các bạn vào đây, các bạn cài đặt lại bướm ga cho Thị Tuấn. Thả hết tay ga, buông ga. Đấy. Được chưa? Rồi, đóng hoàn toàn. Đấy. Thả hết tay ga, buông ga, đóng hoàn toàn. Ok. Cài đặt TBS không thành công. Đấy, thì có thể là các bạn sai, thì các bạn lại cài lại. Đấy, được chưa? Đây. Đấy. Thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Anh em cứ làm sai như vậy thì không được. Thì anh em phải vào, anh em phải cài đặt lại. Đấy, cài đặt lại TBS. Nhớ, các bạn phải làm điều đó thì trên con xe nó mới ngon được. Đó. Đây. Đấy, không có gì cả. Được chưa? Ừ.
Đấy, thấy chưa? Đó thì anh em phải lưu ý điều đó. Thì làm bất kỳ một dòng xe nào cũng vậy, thì anh em phải cài đặt lại TBS cho nó ngon. Ở đây mình đang mô phẩm dây dựa đang rắc ra. Gia Bảo gửi tài liệu cho em chưa? Anh truy cập vào cái Zalo giùm em nha. Đó. Thì cái tài liệu này nó không có gì khó khăn cả. Đây, cái tài liệu này các bạn muốn cái chân IC của nó để các bạn kết thúc trong cuộc chơi thì các bạn lưu ý này, chân số 5. Đó, đỏ trắng nguồn 12V trực tiếp từ cầu chì 7,5A. Và chân số 20. Đấy, nguồn 12V sâu khóa từ cầu chì 7,5A. Các bạn nhìn thấy cái dây màu cam sọc xanh lá. Và cái chân số 5 này nó sẽ là đỏ trắng và tất cả những dây còn lại. Đó. Nhá. Đấy, nguồn 12V cấp cho motor bơm kim phun oxy van từ cầm chừng nhanh. Đấy, relay khởi động tín hiệu oxy TPS ở trên chống nghiêng, tín hiệu EOT. Đấy, cảm biến nhiệt. Đấy, nguồn 5V nuôi cho TPS, mát sườn và DLC là máy chẩn đoán. Đó thì anh em hãy coi vào đây. Nhớ là cái trang bao nhiêu? Đấy, trang 70 70. Đó thì anh em hãy kiểm tra cho điện toán hai cái nguồn và trong đó là con IC này chết thì anh em mua IC mới về nhà cài đặt cho mình là xong. Nhớ chịu khó vào cài đặt. Đấy, cài đặt lại bướm ga. Nha anh em. Nó mới ngon lại được. Đó, cố gắng cài đặt cho thành công. Kéo hết tay ga, thả hết tay ga về là thành công. Ok. Thì đặc biệt cái dây Calai ở đây thì anh em hãy kết nối cho Đình Tuấn chân dương vào, bởi vì nó ở đây nó chỉ có mát thôi. Đó. Thì anh em phải kết nối dương vào, bởi vì cái thằng Vespa nó làm rất tệ. Đó. Thay vì thì ở đây nó cũng làm ba cái chân rắc cho anh em, thì ở đây nó kiếm thêm chân nguồn 12V hoặc là từ cầu chì cho anh em thì đỡ khổ. Bởi vì tùy theo cái xe hoặc là nhà sản xuất người ta được mặc định. Đấy, một chân mát và cổng Calai. Nó thiếu chân nguồn thì anh em hãy kết nối chân nguồn vào. Nhớ nhá. Đó, chân mát này, Calai, cam sọc đen. Đó thì anh em phải kiếm chân nguồn. Đấy, nhiều anh em bảo không kết nối được. Ok. Đây. Rồi thì anh em cứ hiểu nôm na như vậy thôi. Con Vespa chẳng có gì là khó cả, chẳng cần phân tích gì sâu. Chỉ cần tùy theo một con IC, được theo những cái bản người ta viết ấy, người ta đổ vào. Đấy, không có hãng xe nào giống nhau cả. Đấy, cứ có xe chuẩn là chúng ta phân tích ra. Và lần sau cứ vậy chúng ta bụp nhá. Đó. Ok không? Đấy. Đấy, nghĩ nôm na như thế thôi. Nghĩ làm gì cho đau đầu cũng chẳng làm được con IC này đâu. Đó, hư là thay. Con IC này tầm giá khoảng hơn 2 triệu, mua xe cũ thì hơn 1 triệu nha anh em. Được chưa? Rồi quay lại mùng 1 tháng 8 bán phụ tùng, anh em nào mua thì comment. Rồi chiều nay tiếp tục gửi hàng cho anh em nè. Cứ hiểu nôm na như vậy thôi, không cần phải nghĩ sâu. Nghĩ làm gì sâu cho đau đầu anh em. Cái quan trọng là lượm lúa bắt được bận và là phục. Rồi ở đây có cái anh em nào ok ủng hộ van Galanti tự động trên dòng xe Honda giá rẻ này, về nhà chúng ta lắp cho những SH 22 cho tới 26 lít SCR, bộ ba cảm biến lắp được chung IACV. Đó, anh em nào ok xài relay 5 chân, relay zin thì comment. Về nhà lỡ may ở trạng thái sạc chập chờn hoặc đề relay bị mo ve tiếp điểm nhảy tật tật thì mua vào gắn luôn lấy 250, giá cực rẻ có mấy chục ngàn. Rồi ở đây là bộ ba cảm biến để anh em lắp cho Winner, Sonic và SH 27 cho tới 29 lắp chung. Đó, giá cũng rẻ.
Và tất cả cái này được bảo hành cho anh em, cam đoan với anh em là nó phải là ok. Đây, bộ ba cảm biến. Và đặc biệt anh em không cần phải dùng máy móc bất kỳ những cái dòng xe Winner, Sonic hoặc là SH. Chúng ta vào khách hàng bảo xe này chạy ga cuối hụt, chúng ta chỉ cần dựng cho chấu lên vặn nhặn tay ga. Vặn nhặn tay ga, xe này úp lại là chứng tỏ chết TB. Anh em không cần phải hỏi ai, không cần phải dùng máy chẩn đoán làm cái gì. Đó, chỉ cần khách hàng bảo bây giờ tôi đang chạy bình thường lên ga cao, tự nhiên con xe đấy hụt lại, thì anh em tư vấn chết ngay TB 100%, không bao giờ phải dùng máy. Nhớ điều đó. Rồi, ở đây sẽ là cảm biến nhiệt loại lớn và loại nhỏ. Ở đây đặc biệt chúng ta mang đi làm đầu, đi xoáy súp bắp. Nhiều vài ông thợ tiện lom com ở quê hay làm rớt khi xoáy súp bắp và đồng thời bị gãy cảm biến nhiệt. Hoặc cảm biến nhiệt bị già, báo sai thông số gửi về IC thì chúng ta nên phải thay thế khi cảm biến đã bị già nua. Ví dụ nhiệt độ mới có 80 độ C nhưng cảm biến già báo tới 110 độ C thì lúc này ECM sẽ tính toán sai, đúng không ạ? Đấy, ở đây là tín hiệu đầu vào. Thì lúc này ECM sẽ đưa tín hiệu đầu ra, nó hoàn toàn là sai. Và nhờ vào cảm biến này bị già, thì anh em nào cần comment. Tất cả cảm biến này bao mọi người xài, có hai loại, rất nhỏ, xài chung với rất nhiều dòng xe, kể cả Yamaha. Nếu không trùng thì chúng ta mài bỏ cái G này đi, thì chúng ta sẽ cắm cái rắc vào oxy kê. Nhiều cái rắc nó cũng nhỏ như này, nhưng cái chiều cắm nó bị sai ở trạng thái nhiều cái than trượt, thì chúng ta có thể lấy rúa mài bỏ đi hai cái dẫn này, cắm vào là bình thường. Và đây sẽ là cảm biến nhiệt xài chung với rất nhiều dòng xe. Đấy. Rồi, mình muốn mua máy chẩn đoán xe Vespa, ăn comment cho em. Rồi, số điện thoại anh em, hai cảm biến nhiệt. Đấy, cảm biến nhiệt. Rồi, đây relay 5 chân, relay 4 chân, relay gì cũng có. Van Galanti tự động được ECM điều chỉnh, đúng không ạ? Chạy ra chạy vào để ổn định cái lượng gió cung cấp vào trong cổ hút. Đấy. Rồi, bộ ba cảm biến cho tất cả những dòng xe Winner, Sonic, SH 27, 29. Rồi, kim full 125, đảm bảo mọi người là kim zin. À, kim zin 125. Có thể về anh em lắp cho Vision 110 đề từ, đảm bảo lên ga là thốc, lên ga là phải ngọt. Đấy, tất cả những cái kim 125 đấy, rắc lớn 125 chúng ta để bô vào kim zin. Được chưa? Rồi, còn cái kim này sẽ là kim đa năng để chúng ta lắp cho 125, 150 trị hụt ga cho tất cả những dòng xe điện tử hụt ga vào buổi sáng khi động cơ nguội. Chúng ta phải chờ trong vòng khoảng 30 giây cho tới 1 phút thì xe mới chạy ngọt được. Thì các bạn lắp kim này vào vặn là lên luôn. Đấy, anh em nào cần thì comment. Khi thay kim này vào, khách hàng sẽ bỏ kim cũ lại và đồng thời cứ như vậy. Chúng ta làm liên hồi như vậy thì chúng ta sẽ thành công và rất nhân giàu trong cuộc sống, giàu nhất. Đó, kim đa năng. Được chưa? Đó. Kim ở đây đâu ạ? Kim ở đây rất mẹ rồi. Rất là điên ra. Kim ở đây đâu? Rồi, còn đây sẽ là kim 110. Đấy, anh em lắp cho tất cả những dòng xe A-Black 21, 22 Vision. Đấy, được chưa? Hoặc là Jupiter. Đấy, Jupiter của Yamaha. Chúng ta lắp phát ăn ngay và đồng thời chúng ta lấy tiền.
Đấy, anh em comment kim 110. Đây. Đấy, kim này anh em có thể lắp cho A Black ở 110 đầu bò Jupiter, và đồng thời sẽ là gì? Sẽ là Vision. Đấy, kim 110 nhá. Rồi, anh em nào ok thì truy cập vào cái Zalo này. Đấy, giá ok, chuyển khoản bao ship chiều nay thứ hai đầu tuần, cũng là ngày mùng 1 tháng 8. Đấy, cảm ơn quý vị. Rồi, SU và FOB của Yamaha, Yamaha, Janus, Novit, anh em nào cần thì comment. Về nhà cái hộp này nó hay bị chết ở chức năng, ở trạng thái mở khóa. Đấy, hộp mới len keng, hộp zin, giá có vài trăm k. Đấy, anh em nào cần hộp thì bán hộp, cần SU là bán, cần FOB là bán. Đây. Đó. Ok. Ở cái van này của Yamaha cũng có luôn, van Galanti tự động của Novit Novo SX56 có hết, để trong cửa hàng, đúng không ạ? Không lấy ra. Đấy, van của IA cũng có. Rồi, đồng hồ mặt lớn cho tất cả những anh em nào trẻ tuổi và lớn tuổi muốn xem cho nó phê thì anh em comment luôn, đồng hồ này xem thì chuẩn, không cần chỉnh. Chỉnh rồi thì không cần chuẩn nha. Đây. Đó. Đồng hồ này mặt lớn cho anh em luôn. Đấy, và đồng hồ này có led. Anh em nào buổi tối muốn đo cái gì? Đấy, thì anh em đo tất cả đầy đủ, tất cả chức năng cho chúng ta đo, giá hạt rẻ. Đấy, đồng hồ mặt lớn có chân gá để. Đấy, rất to. Ok, đo đầy đủ, điện một chiều, xoay chiều, đo ôm, đo điện trở, đo dòng, đo đủ các kiểu, còn là điều. Đúng không ạ? Thích cái gì là chúng ta đo cái đó. Cái gì cũng có, bán hết cho anh em luôn. Ủa, từ bấy giờ chưa thấy ai chốt hàng gì hết, livestream phê rồi. Đó. Rồi, đồng hồ đo áp suất bơm xăng và bùng đốt 2:1, có van xả áp, anh em nào cần thì comment. Đây, có van xả áp cho quý vị. Đây, ở trạng thái cho anh em khi chúng ta đo áp bơm xăng, xăng còn chứa ở trong đồng hồ thì chúng ta chỉ cần nhấn van xả nó như kiểu một cái ống xăng thừa, tránh tình trạng xăng không nhỏ vào trong động cơ, để tí nữa anh em thợ học nghề kích hoạt đỡ bị cháy xe. Đấy, thì anh em có thể bỏ cái xăng thừa này kích ra ngoài và đồng thời chúng ta xả đồng hồ. Đây, mở ra mô phẩm cho anh em coi cái đồng hồ, cực kỳ là tiện lợi. Đấy, đồng hồ 2:1 chúng ta có hai chức năng để đo bơm xăng và áp suất bùng đốt. Ở đây có hai trọng ba tương đương với anh em, loại to và loại nhỏ. Đa số chúng ta làm ở nông thôn sử dụng trọng ba nhỏ, bỏ cọng xin cao su siết vào đồng hồ, ở đây sẽ gọi là cái trọng ba. Bỏ cọng xin cao su siết vừa tới như thế này. Đấy, cọng xin cao su ở đây. Và tất cả mình đã hướng dẫn cho anh em trên YouTube, anh em nào không biết gắn mình đã gửi cho anh em cái đường link sau. Đấy, hoặc đầu tiên anh em muốn lắp van xả thì chúng ta sẽ lắp cái này trước. Đây, van xả, bỏ cọng xin cao su vào trong này ở trạng thái chống xỉ, xịt vô. Đấy, buổi trưa hơi bị đói bụng, hơi bị run tay vừa tới, đặc biệt siết cái này anh em không cần phải cà lê để siết tắc kê, lấy tay siết bao xỉ. Rồi, lúc này anh em sẽ siết chặng 3 vào. Đó. Đây, được chưa? Ô xì kê. Đấy là van xả. Đấy, trong đồng hồ còn xăng thì chúng ta sẽ nhấn vào đây xả. Rồi, ở đây sẽ có cái ống. À, ống này trong phụ tùng ô tô hay mua rất nhiều. Chúng ta sẽ siết vào đây. Rồi, đầu còn lại chúng ta sẽ siết vào chụp kim. Đấy, đầu còn lại chúng ta sẽ đưa một cái dây dẫn khi chúng ta đã rút ra ở trong trục kim. Và ở đây sẽ là cái đồng hồ ở trạng 3 giữa để chúng ta cân được áp. Cân được áp bao nhiêu ký, 2,8 cho tới 3,2 là đạt.
2,5 kg thay tụ bơm lượng lúa 450. Mua tụ bơm xịn 190k lấy 450, chúng ta có lợi nhuận 260k. Một ngày thay được 5 cái chúng ta có hơn 1 cu. Đấy. Đấy thì anh em nào ok thì comment. Đấy, kim phun hầu như cái gì cũng nhiều. Các bạn có thể xem lại video các bạn chốt đúng không ạ? Hôm nay mùng 1 đầu tháng bao ship. Rồi nếu quý vị không chê những quyển tài liệu đọc không cần nhớ cẩm nang PGM FI, tài liệu của 2022 do Đình Tuấn và nhà xuất bản đúng không ạ? Cùng nhau viết. Hàng rất VIP từ kết nối cho tới SQM, cho tới Biazo, cho tới tất cả những dòng xe và tất cả những con cảm biến ở trong này. Và đặc biệt ở cuối trang mô phẩm cho anh em tất cả những dòng xe mà để anh em biết dây ca lai, cầu chì, cảm biến gốc. Có nhiều anh em hồi giờ chưa va chạm với dòng xe phun xăng điện tử nhiều. Chúng ta không biết những cổng ca lai hay hộp cầu chì hay là relay nằm ở đâu. Thì ở đây tôi đã làm minh họa như dòng xe SQM. Đó. Ok. Đấy. Và đây nó sẽ là xe Honda Lead và SCR relay cầu chì. Đấy, Winner đều vẽ cho anh em. Con Lyot một chiều. Đấy, hộp cầu chì Kalai. Đấy, relay ECM nó nằm ở hướng nào. Đấy, cảm biến gốc. Đấy, cho anh em biết vị trí để mở cho nó nhanh. Ở đây là Vision 2018. Đó, cũng chỉ cho anh em ở trạng thái đỡ phải bò đi vào tìm kiếm mất thời gian. Đấy, như kiểu AB relay 9. Hư con này thì đương nhiên chúng ta chỉ mất lận đề và đèn tắp ô đồng hồ bị mất hết. Nhưng hệ thống phun xăng vẫn hoạt động. Rồi SH vân vân. Lead đủ các kiểu. Valeo A Black 10. Rất nhiều. Đấy, Yamaha Zanot. Rồi Piaggio Accenter. Rồi và đây cách thức sử dụng đồng hồ. Đấy, sản phẩm. Anh em xem cái nào thì chốt. Đó, rất VIP. Mô hình đủ các kiểu, máy. Đúng không ạ? Sơ lược. Đấy, quảng cáo về sản phẩm. Đấy, tất cả anh em nào cần thì comment. Đấy. Và đầu tiên các bạn đọc sách thì đặc biệt ở đây nó có cái mục lục, các bạn hãy chịu khó xem những cái trang đầu tiên 789 cho tới hơn 100 trang. Đấy, sơ lược về cảm biến O2, cảm biến TVS. À, rất nhiều. Đấy. Nguyên lý hoạt động của hệ thống Smoky. Rồi, đọc vào để cảm nhận. Đấy, 137 trang. Đó, rất nhiều cho cả nhà. Rồi, 149 trang. Rất nhiều, 179 trang. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video này. Cảm ơn các bạn và anh em luôn đồng hành và ủng hộ. Chúc các bạn và anh em hôm nay mùng 1 đầu tháng 8 làm ăn là một tháng mới. Tháng này kiếm khoảng 50 triệu thôi. Sơn Nam ạ, ăn chúc cho em và toàn thể anh em. Tháng này kiếm khoảng một sập tương đương 50 triệu Việt Nam đồng. Kiếm đủ 100 tờ polymer mận giá 500k nghỉ. Đi chơi. Ok. Được không Sơn Nam? Nam Sơn. Thì chúc cho anh em tháng này mới khoảng 25 ngày mà kiếm khoảng 100 tờ polymer 500. Thì chúng ta tạm nghỉ đóng cửa 5 ngày nghỉ chơi, giải lưu nhá, Sơn Nam. Quá, 100 tờ polymer 500 phê phết đó Sơn Nam ơi. Anh đang cố gắng làm sao để tháng này kiếm được 100 tờ đấy. Nghĩ tới 100 tờ polymer là đầu nó cứ ngứa, gãi. Xoa vỗ đầu nữa. Sơn Nam hiểu không? Chào anh Đỗ Ngọc Trung, chào anh lớn Lưu Thắng. Em không biết gì, mua về học được không anh? Em mua về nhà đọc chỉ có phê. Võ Quốc cho hai van IACV, anh inbox Zalo giùm em tí anh Quốc ơi. Anh ở hội ở Nha Trang Khánh Hòa. Cảm ơn anh ủng hộ. Gia Bảo gửi tài liệu cho em chưa? Anh em phải truy cập vào cái Zalo cho em thì em mới biết được. Rồi, thank you mọi người.